Chào các bác, chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh YouTube, kênh khởi nghiệp, kênh chuyên mua bán bò giống chất lượng. Đó các bác, lâu lắm rồi, hôm nay chú Thơm lại gặp lại các bác, gặp lại toàn thể bà con mình để công khai cái lô bò ở trong chuồng chú Thơm. Có chú chia sẻ với các bác luôn, dạo đi chú Thơm không quay lên kênh YouTube tại vì chú Thơm bắt hàng theo đơn đặt hàng các bác. Đó theo đơn đặt hàng của ông anh ở ngoài Hà Nội, đó anh bạn anh đặt chú Thơm 50 con. Đó tạm thời chỉ hơn một tuần lễ này rồi thì chú Thơm đã cung ứng đủ cho anh rồi. Đó nên bây giờ ngày hôm nay thì chú Thơm cũng gom được một lô bò. Đó chỉ con bò cái này chú Thơm cũng đã bắt về ngày hôm qua nhưng cũng không có thời gian làm clip cho bà con nông dân xem. Đó chiều ngày hôm nay chú Thơm đi bắt hàng từ sáng đến giờ thì cũng về mấy con 3B. Đó thì bây giờ chú Thơm làm đoạn clip cho bà con nông dân, toàn thể bà con nông dân xem và tham khảo luôn. Đó thì chú Thơm nhắc lại, hôm nay là thứ 6 nha các bác. Hôm nay buổi chiều thứ 6 ngày mùng 9 tháng 6 nha các bác. Đó sau lưng chú Thơm là một lô bò cả 3B, cả bò cái sinh sản và 3B đực. Thì cái lô bò này các bác lưu ý là chú Thơm chưa bán cho một ai nha. Trước lúc quay clip này chú Thơm chưa bán cho một ai nha. Thì bây giờ chú Thơm sẽ công khai báo giá, review cụ thể và công khai báo giá cái lô bò này cho các bác, cho toàn thể bà con nông dân trên cả nước tham khảo giá cả bò me hiện tại kênh khởi nghiệp bán ra như thế nào. Đó và những bác nào đăng ký âm thầm theo dõi để chọn những con giống chất lượng ở trên kênh để về nuôi phát triển kinh tế gia đình mình thì video này video ưu tiên số 1 dành cho các bác. Đó thì cũng không để bà con mình chờ đợi lâu thêm nữa. Bây giờ chú Thơm sẽ review chi tiết từng con một đó cho bà con nông dân xem và tham khảo. Sau đó chú Thơm sẽ công khai báo giá luôn. Đó bác nào cảm thấy ưng cái bụng thì liên hệ trực tiếp gặp em để bắt cái lô này nha. Đó ưu tiên bác nào mua hết. Đây các bác, đó đây trước mặt các bác này, trước mặt toàn thể bà con nông dân mình là một lô bò 3B đực gồm có 6 con nha các bác. Một lô bò 3B đực gồm có 6 con và một con bò cái đồng nha các bác. Con này hàng đỉnh các bác, con này hàng đẹp tuyệt vời các bác. Đây đó thì bây giờ chú Thơm review trước tổng thể là ở đây nha, cũng chia sẻ với các bác luôn, ở đây có 6 con nha thì 5 con chú Thơm bán giống nha các bác, 5 con chú Thơm bán giống, một con chú Thơm bán thịt nha các bác. Đó thì các bác nhìn áng qua các bác cũng biết là con nào chú Thơm bán thịt rồi đúng không ạ. Đây con này nha các bác, đây các bác nhìn này, con này nha, con này nó to tương đồng giống như mấy con này nha các bác. Đó con này nó to tương đồng như mấy con này, nhưng mà mấy con đen là chú Thơm bán thịt nha, quan điểm rõ ràng nha. Còn con vàng đấy là chú Thơm, à mấy con đen là chú Thơm bán giống nha. Còn con vàng đấy là chú Thơm bán thịt nha, cũng 3B nha. Nhưng mà con đó là chỉ vô hàng thịt thôi, chưa đủ tâm để mình nuôi vỗ béo. Đó kênh khởi nghiệp có sao chú Thơm nói vậy. Đây thì gia chủ bán thịt cho chú Thơm thì chú Thơm mua, chứ con này chú Thơm không mua giống nha bà con. Và bây giờ về chú Thơm cũng bán thịt luôn nha các bác, về chú Thơm cũng bán thịt luôn nha. Đó bác nào ưng thì mua nhá, không ưng thì thôi nha bà con. Đây chân tay to con này các bác mua chỗ khác nó hoàn toàn bán giống cho các bác này, nó có thể bán giống cho các bác hoàn toàn nha. Nhưng mà đối với kênh khởi nghiệp con này chưa đủ tầm để mà nuôi thì nuôi vỗ béo nha các bác, nên chú Thơm không bán thịt con này nha, không bán nuôi con này nha. Đây review cụ thể cho các bác xem này. Này đó ok các bác chưa, đây lưng này, đây lưng đôi nha các bác, da mỏng nha, rất ngon thịt nha các bác, con này rất ngon thịt nha, da mỏng xương nhỏ nha các bác, chân cẳng rất hiền hòa này. Con này nếu mà các bác nuôi vỗ béo thì cũng được thôi chứ không vấn đề gì, nhưng mà theo chú Thơm em cái tâm con này chưa nuôi vỗ béo được nha các bác, nên chú Thơm bán thịt nha. Thì con này chú Thơm bán là bằng 16 triệu nha các bác, chú Thơm bán thịt là bằng 16 triệu nha bà con. Đây đó ok các bác chưa, đây bà con nhà gia đình nào đang có đám cưới đám hỏi đám liên hoan đó, để đám cưới đám hỏi đó thì các bác xem con này, nếu các bác cảm thấy ưng thì các bác cũng có thể điện cho chú Thơm để mua con này để về làm thịt để phát triển, à làm thịt để phục vụ đám cưới đám hỏi của gia đình mình đó. Hoặc bác nào có nhu cầu ít tiền mà muốn mua cái loại này để về để nuôi vỗ béo đến Tết mình làm thịt thôi. Đó, đây, nuôi để lấy Tết làm thịt thôi chứ không cần thiết phải nuôi to làm gì. Đây, thì các bác cũng có thể mua con này để về dòng nuôi lên đến Tết làm thịt. Đó, và chú Thơm bán thịt con này nha các bác. Chú Thơm bán con này là bằng 16 triệu nha. Chú Thơm bán thịt nha bà con. Đây, đó,
Mắt chú Thơm nhìn là bằng 85 cân vững nha các bác, 85 cân vững nha bà con. Đây, 9 yến non, còn 85 cân thì không hết đâu các bác, 85 cân thui đó là không hết đâu nha bà con, 85 cân cạo là không hết. Đó, chú Thơm bán trần 19 nha, ai muốn mua thì mua, không muốn mua thì thôi. Quan điểm đó là giá công khai là bằng 16 triệu, được chưa? Đó. Còn 5 con này nha các bác, 5 con này là chú Thơm bán nuôi nha. 5 con này là chú Thơm bán nuôi nha các bác. Thì bây giờ chú Thơm sẽ review từng con một. Đây, bò ba bê của kênh khởi nghiệp bán nuôi nó phải như thế này. Đó, nên các bác đừng có nghĩ mà bò rẻ, bò đẹp mà rẻ nha, không có nha các bác. Đây, một con này. Đó, các bác thấy con ba bê đẳng cấp không? Một con nhá. Đây, con này là con thứ hai. Đây, bà con nhìn này. Đây, à, đây con này luôn. Đây, con này là con thứ hai này, được chưa? Đó, đây, lùi ra cho ta con. Đây, chân cẳng này. Đó, hai con này. Con này con đầu tiên nha bà con. Đến con này là con thứ hai chứ. Nó hàng này là hàng nuôi vỗ béo nha. Hàng này là chú Thơm bán hàng giống nha các bác, không bán thịt nha. Đó, quan điểm rõ ràng nha. Đó, ok các bác chưa? Và tiền nào thì phải lấy. Hai con, đến con này là con thứ ba. Đây các bác nhìn này. Ủa chà, con này thì mẹ cực kỳ đỉnh luôn các bác. Bò, bò đúng là đẹp thật đấy. Đây, đi sang đây. Đi. Đây, con này con thứ ba nha bà con. Đó, các bác nhìn kỹ chưa ạ? Bà con nông dân nhìn lề lối kỹ chưa? Đó, đến con trong đây là con thứ tư. Tránh ra, đây. Đây, đây. Đây, tránh ra nào. Tránh ra. Nó mới vẻ nhát đấy các bác. Đó, đúng rồi. Đây, con này là con thứ tư này. Đây, con này cũng đẳng cấp này các bác này. Đó, cách đây một tháng các bác chú Thơm đến là con này nó đẹp cực kỳ luôn các bác này. Đó, mẹ cũng to, nhưng mà nói xin lỗi bà con đòi cho cao đó. Đòi cho cao lắm, mà lại không cho bê, không cho nó ăn nữa. Đâm nó giạc con me ra. Còn lề lối con này là ok nha các bác. Đó, lề lối con này nha. Trong trong bốn con này nhá, thì con này là già tháng nhất nha các bác, trong bốn con nhá. 1, 2, 3, 4 là con này là già tháng nhất nha. Là tháng nhưng mà không phải là lối cách nó kém, nhưng tại chủ nhà để lâu ngày rồi không bán bò mẹ thì càng ngày càng xuống sữa đúng không các bác. Bò mẹ càng ngày càng sữa nó càng kém đi, nhưng mà ba bê để lâu không cho nó ăn nữa thì nó sút. Con ba bê nhìn nó không được đẹp mã, nhưng con này là ba bê chất lượng nha bà con. Đây, hơi gầy nha. So bốn con là con này hơi gầy, nhưng mà con này chú Thơm bán giống nhau các bác. Quan điểm rõ ràng nha. Đó, đến con này nha bà con. Con này là con cuối cùng nha. Đây, con này là con cuối cùng nha bà con. Đó, được chưa? Và con này cũng là con to nhất nha bà con. Đây, đó. Ok bà, các bác chưa? Đó, con này là cũng là con to nhất ở trong cái đàn 5 con này nha các bác. Đó. À rồi rồi, đưa điện thoại lên bố. Điện thoại để chú Thơm nghe điện thoại cái nha bà con. Alo. Đó, chú Thơm vừa nghe điện thoại xong. Bà con thông cảm. Đây, đó nó đứng này. Đó các bác thấy không? Các bác thấy không? Đây, giữa con giống và con thịt. Nếu chú Thơm làm ăn không đàng hoàng, con này chú Thơm vẫn bán được giống nha. Đó, chú Thơm vẫn bán được giống nha các bác. Bán cho người không biết nha. Nhưng mà chú Thơm không bán nha các bác. Đó, quan điểm rõ ràng nha. Ok bà con chưa? Đó, đây. Rồi, đi sang. Này, hàng giống nó phải như thế này nha bà con. Đó, thì chú Thơm vừa review sơ qua 6 con. Thì một con chú Thơm đã công khai báo giá rồi. Con đó chú Thơm bán bằng 16 triệu tiền thịt nha. Nhân chân 19 nha các bác. Chú Thơm nhìn con đó không dưới 85 cân nha. Còn làm thịt ra không cẩn thận là 99 nha. Quan điểm rõ ràng nha. Bán thịt nha, bằng 16 triệu nha. Đó, bác nào ưng rẻ mua về nuôi vỗ béo chú Thơm vẫn bán. Nhưng mà quan điểm rõ ràng nha, sau này cái tầm phát triển nó sẽ kém đi thì các bác đừng có than trời than đất nha. Đó, ok các bác chưa? Đó, và còn 5 con này nha các bác. Đây, 5 con nhảy nha. Thì chú Thơm bán con to bù con nhỏ nha các bác. Con to bù con nhỏ chú Thơm bán xô đàn nha các bác. Chú Thơm bán xô là bằng 19 triệu nha các bác. Chú Thơm bán xô đàn là bằng 19 triệu một con nha bà con. Đó, ok các bác chưa? Bằng 19 triệu một con nhá. Bà con nông dân muốn mua 1-2 con chú Thơm vẫn bán nha. Đó,
một hai con chú Thông vẫn bán nha các bác. Đó, còn bán 5 con này là xô đàn là bằng 19 triệu một con. Ok các bác chưa? Đó, xong xuôi cho bà con. Xong xuôi nha các bác. Đây, chú Thông đùa sang bên đây. Này, bà Bê giống phải như vậy chứ các bác. Này, mò kênh khởi nghiệp này. Bà Bê nó phải như vậy. Đó, rõ ràng chưa? Đây, sang bên đây. Đi đi. Đây. Con này mẹ cực kỳ to rồi các bác này. Ra. Đi. Ra. Đây, con mẹ này cực kỳ to. Đây các bác nhìn bốn chân này. Đây, bốn chân như ông đồng các bác. Chục cú chân cẳng nó này các bác. Đúng là tiền nào thì của nấy. Đó các bác nhìn thì thấy cái con mẹ chú Thơm bán thịt là các bác nhìn thấy nó khác hẳn chưa? Đó, còn các bác nào muốn mua 6 con thì ở bác cứ cộng tiền lại. Được thì các bác liên hệ trực tiếp gặp em. Rồi, xong xuôi. Đó, đến con này. Đây, chú Thơm cũng biết là rất nhiều các bác, rất nhiều bà con đang thắc mắc là con này chú Thơm bán là bằng bao nhiêu tiền nha bà con. Đây thì bây giờ chú Thơm review cụ thể cho các bác xem này. Đây nha. Đó, mặt mũi này các bác này. Xin Pharoman nha. Hàng cực kỳ đẹp nha các bác. Chân này. Chân cẳng to nha bà con. Đây. Chân cẳng to nha. Móng sò nha các bác. Móng sò nha. Chân cẳng to, móng sò nha các bác. Đó, xoáy bướm thì đóng nghiêm nghỉ nha bà con. Không phải bàn nha các bác. Đó, đẹp các bác. Ôi dạ con bò này các bác. Đây, hàng của kênh khởi nghiệp. Chọn nó phải đẳng cấp như thế này. Đi, đi xong đây. Đây này, nó đứng. Con này nó cao, nó rớt vào tầm cỡ 1,5 m trở lên nha các bác. Con này nó cao 1,5 m trở lên nha. Không dưới nha bà con. Đây, hàng cực kỳ đẳng cấp nha. Đó thì cũng không để bà con mình chờ đợi lâu nữa các bác ạ. Con này chú Thơm bán công khai là bằng 27 triệu nha bà con. Đó, chú Thơm bán công khai con này là bằng 27 triệu nha. Thì chia sẻ của bác chủ nhà nha các bác. Chia sẻ của bác chủ nhà là con này đã phối tinh được 3 tháng rồi nha. Phối tinh 3B được 3 tháng rồi nha các bác. Đó, còn chú Thơm mua bò này, chú Thơm mua con, chú Thơm bán con nha. Quan điểm rõ ràng nha. Thì trước lúc các bác đánh giá con bò cái này chú Thơm bán đắt, bán rẻ, thì chú Thơm sẽ cho các bác xem cái biểu cân của chú Thơm cân con bò cái này là bằng bao nhiêu kg hơi nha các bác. Các bác lưu ý nha, bò đói nè, đây. Đây này các bác này, bụng đói hốc này. Đó, đây, bụng đói này. Đây, các bác thấy chưa? Đi sang bên đây. Sang bên đây, quay sang bên đây cho các bác xem. Đây, không có lại nhiều cái thành phần bất hảo là bảo là chú Thơm. Đó, chú Thơm Thơm cho nó uống nước no rồi cân nha. Đó, đây, về đây nó ăn cỏ xay đó các bác. Nó ăn cỏ xay nên nó chưa ăn quen nha các bác. Đó, nó ăn cỏ xay nên nó chưa ăn quen nha. Nó có sao chú Thơm nói vậy nha. Bụng đang còn đói nha. Và chú Thơm vừa cân xong nha. Đó, bây giờ chú Thơm cho các bác xem biểu cân này. Đi. 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 Bê. Khẽ thôi. Khẽ thôi. Rồi, đứng. Đây này. Đó, cho các bác xem nha. Nhanh gọn lẹ này. Đây. Đó, 428, 430 này. Đây này. Đó, bà con nhìn kỹ chưa? Rõ ràng chưa? Đây. Đó. Ok các bác chưa? 428. Đó, rồi, nhắc vô. Đó. Rõ ràng cho bà con nông dân xem chưa? Rồi, cho vô đi. Bê. Cho vô đi. Đây. Đó, vùng đó luôn. Đó. Đó. Các bác vừa xem biểu cân chưa? Đó, 428 kg hơi nha các bác. 428 kg hơi nha. Đó, chú Thơm bán là bằng 27 triệu nha. Đó, cân hơi chưa được 65.000 một cân hơi nha. Đó, quan điểm rõ ràng nha. Chú Thơm bán thịt cho bà con nha các bác. Còn con này nha, chủ nhà chia sẻ là đã phối 3B được hơn 3 tháng rồi nha. Còn tin hay không là tùy các bác nha các bác. Tin hay không là tùy các bác nha. Đó, còn chú Thơm mua con nha. Con này chú Thơm sẽ không bảo hành nha các bác. Quan điểm rõ ràng nha. Đó, nếu mà chú Thơm bán lên 30, 35 triệu thì chú Thơm sẵn sàng bảo hành cho các bác nha. Còn con bò này chú Thơm bán thịt nha, bằng 27 triệu. Các bác lưu ý chú Thơm bán thịt nên không có gì chú Thơm bảo hành nha. Còn về nếu mà chữa thì chú Thơm mừng cho bà con nha. Còn không chữa thì tự các bác phối lại nha. Đó, quan điểm rõ ràng, không có là về đến nhà rồi đôi khi sau này đó lỡ không may nó không chữa hoặc là nó đòi được lại đó rồi điện lại rầy rà nhọc lắm.
lời thì lời được vài trăm bạc, đúng không các bác? Còn quan điểm nha, đó 428 kg hơi nha, đó không nhiều bác bán cho rồi bắt đầu về nhà bắt đầu nuôi không cho nó ăn nữa, đến thì còn có lúc bán thì 400 kg hơi thì đến lúc quay lại nhận còn có 350 thôi, bảo rằng mà bò gầy ư, chị vẫn cho ăn mà vẫn cho ăn uống tốt mà, tốt mà con bò nó gầy đi, đúng không bà con? Đây con bò này đó, bảo hành cho các bác nha, bảo hành cho các bác là bệnh tật nha, bảo hành cho các bác về về lề lối ăn uống bệnh tật nha các bác đó. Và chú Thơm bán ra là bằng 27 triệu nha. Ok bà con chưa? Đó xong xuôi nhá. Đây, cái tình trạng đây các bác này, ở bên đây còn hai con cọc này, hai con cọc này. Thì hai con này chú Thơm cũng bán cho người ta này các bác này, bán cho ông anh bốn con này các bác này, nhưng bán bắt đầu ba bê về bán không cho nó ăn, các bác nó gầy khô đi. Chú Thơm phải nhận lại các bác, chú Thơm phải nhận lại thì trong tổng thể là bốn con. Nhưng mà chú Thơm vỗ béo hai con chú Thơm đã bán rồi, còn hai con này thì nó chưa được béo, chưa được đấy nên chú Thơm chưa bán, em giữ lại nha các bác. Đó có sao chú Thơm nói vậy nè, đó bán cho rồi cuối cùng phải nhận về đấy các bác, nó không cho nó ăn nữa. Đó thì bò chú Thơm bán, chú Thơm sẵn sàng nhận về nha. Còn bò mua nơi khác mà điện chú Thơm đến mua lại là không có cái việc đó nha bà con. Ok và các bác chưa, đây con giống thì con giống chất lượng nha các bác, đây con giống thì con giống chất lượng nha, đây đó này cũng một con giống các bác, cũng một con giống đấy, nhưng có nhà đó có nhà nuôi nó rớt vào tầm 12 đến 15 tháng, nó rớt vào tầm 6 tạ rưỡi 6 tạ 7 tạ, nhưng có nhà cũng con giống vậy nuôi 1 năm được 3 tạ, vì có cho nó ăn đâu mà nó lớn, đúng không bà con? Lúc đó quay lại đổ thừa, nhưng mà kệ các bác, vì chú Thơm làm, em làm từ xưa đến giờ cái lương tâm của em cảm thấy ok đó thì là ok rồi. Còn con giống chất lượng đã đành, nhưng chú Thơm cũng nhắc lại tùy vào các bác chăn nuôi nữa. Đó, còn không bao giờ chú Thơm mua cái loại bê thịt, bê cóc về để bán giống nha các bác. Các bác lưu ý này. Đây, như con này đây các bác này. Con này các bác nhìn là ok chứ răng nữa đúng không? Nó đến nhà người ta ư cha mua nó có 16 17 triệu, tại sao đến kênh khởi nghiệp này những con nó như thế này? Không, con này thì to hơn. Con này thì to hơn. Nhưng mà như con như thầy tại răng nó lại hơn cả hơn 1 triệu bạc thôi. Đó, các bác nhìn cái lôi lối nó này. Là bà con nông dân tự đánh giá nha các bác. Đó, đôi khi chú Thơm nói hơi nhiều một tí để cho các bác hiểu rõ hơn, hiểu rõ hơn. Đó, đây. Ok các bác chưa? Đây, đó, bán thịt rõ ràng này, có 16 triệu bạc này các bác. Đó, đi với cái con 18 triệu này. Đi với con 18 triệu các bác nhìn nó một trời một vực. Đó, xong xuôi nha các bác. Chú Thơm vừa review cụ thể và công khai báo giá cái lô bò ba bê và kể cả con me cái đồng đó, thì nhắc lại cái con trong đó tổng thể là 6 con ba bê, thì một con ba bê chú Thơm bán thịt nhân chân 19 nha. Đó, còn bác nào ưng thì mua không ngửi thôi nha, quan điểm rõ ràng nha các bác. Đó là bằng 16 triệu đó. Còn 5 con ba bê đực thì chú Thơm bán xô con to bù con nhỏ là bằng 19 triệu một con. Đó các bác muốn mua lẻ thì chú Thơm bán lẻ. Đó giá công khai bán xô ở vậy mà bán xỉ ở vậy mà bán lẻ ở vậy thì rõ ràng các bác ưng con nào thì mua con đó. Đó còn con bò cái sinh sản thì chú Thơm cũng đã nói rồi, chú Thơm đến nhà người ta thì người ta nói ở vậy thì em mua ở vậy. Đó và chú Thơm mua giá thịt thì em cũng không quan trọng như các bác. Đó về bán lại cho các bác cân hơi thì các bác cũng đã biết rồi. 428 kg hơi. Đó, bò đói chú Thơm bán bằng 27 triệu, tự các bác nhân chia rồi các lò mổ thử nhân chia coi là nhân ra thành coi là con này chú Thơm bán thịt hay là bán giống để cho bà con nông dân biết, còn bác nào ưng thì mua không ưng thì thôi. Ok nha bà con. Đó xong xuôi. Đó thì cũng giống như mọi clip trước đó thôi, bà con nông dân bác nào có nhu cầu mua hoặc bán bò giống thì cứ liên hệ trực tiếp gặp em. Đó, bác nào có nhu cầu bán thì chú Thơm sẽ đến thương thảo để mua một cái giá nó hợp lý nhất để chuyển giao những con giống nó chất lượng như thế này đến tay bà con nông dân đang có nhu cầu mua bò ba bê vỗ béo hoặc bò cái sinh sản. Và các bác cũng lưu ý là tiền nào thì của nấy và mua bán thì mỗi người mỗi mắt nha bà con. Còn bà con nông dân bác nào có nhu cầu mua nha các bác, bác nào có nhu cầu mua thì nhớ đăng ký kênh nha các bác, nhớ đăng ký kênh và nhớ nhấn chuông nha bà con. Đó để sớm nhận được những video mới nhất từ kênh khởi nghiệp nha. Đây để chọn cho gia đình mình này, đây những con bò này giống này nó hợp với bụng mình và hợp với túi tiền của gia đình mình nha các bác.
Đó. Kênh của chú Thơm là vậy nha. Đó. Mua bán công khai nhá. Rõ ràng minh bạch nha các bác. Đây. Các bác đến nhà em này, giống như chú Thơm đến nhà bà con mình xem bò nha các bác. Đó. Mắt thấy này, tai nghe này, tay rờ nha. Được thì mình mua nha các bác, không được thì thôi nhá. Anh em vui vẻ làm, rõ ràng nha các bác. Anh em vui vẻ làm ăn đàng hoàng nha các bác. Rồi. Kênh khởi nghiệp xin chào các bác. Chào toàn thể bà con mình nha các bác.